hôm nay chị em mình tiếp tục ráp cái áo cổ bà Lai chéo ha. Thì cái video trước mình đã hướng dẫn chị em may một cái đường viền rồi, hôm nay mình lại tiếp tục. Thì em có nói với chị em mình là lượt trước ha, rồi bữa nay mình tiếp tục thì em không có lượt, nhưng mà mình có đánh dấu những cái dấu nhấp của mình đây ha. Chị em nhìn ha, những cái dấu nhấp của mình đây, như bên đây mình nhấp nè, thì bên kia mình cũng có một cái dấu nhấp nè. Thì mình cứ kê dấu nhấp ngay nhau mình may ha, mặt với mặt úp lại. Cái này thì em lưu ý chị em là không nên căng bề trái nhiều nha, không nên căng bề trái nhiều. Tại chị em thấy là thường em hướng dẫn bề trái mình hay căng, nhưng tùy theo cái mẫu. Nếu như cái này chị em căng bề trái, bề mặt mình nó sẽ hơi nhăn lên, mặt nó không khéo. Cho nên là mình không có căng bề trái nhiều, chỉ là hơi căng nhẹ xíu xíu thôi. Rồi mình bắt đầu ha. Mình may theo cái đường, may theo cái đường đường may trước của mình. Mình lợi mối nhẹ một chút xíu ở đầu. Rồi mình cứ căn cứ theo cái dấu nhấp ngay với nhau là mình may. Mình có nhấp mình bấm dấu hết rồi ha. Bây giờ cứ nắm ngay là mình may thôi, còn chị em không quen thì lượt trước nha. Mình cứ khắp hai bên bằng cái dấu đánh dấu nhấp với nhau, mình may cho nó đến hết chiều dài của cái nẹp cổ mình luôn. Rồi mình lại mối. Rồi xong mình kiểm tra lại ha, chị em nhìn là em may đúng cái đường, đúng y cái đường lúc nãy của mình luôn nè, hai đường chỉ đó mà chị em nhìn thấy tính nó là một đường, hai đường mình may lại đó ha. Rồi phía bên này là đường phía bề trái nè ha. Chị em mình quan sát thấy nó đường kim mình nó ngay, nó thẳng thì mình lộn lên bề mặt nó mới đẹp nha. Còn lỡ may cong thì mình chịu khó mình mở ra may lại, chứ đừng có bỏ qua. Nếu mà bỏ qua một lát bề mặt nó sẽ xấu. Rồi bây giờ chị em mình, nếu chị em kỹ bây giờ thì như vậy là ok rồi mình, nhưng nếu chị em kỹ thì chị em sẽ gọt bỏ cái lớp bề trái của mình ha, gọt bỏ lớp bề trái của mình một chút, gọt bỏ cái miếng này một chút cho nó đừng có cọm nha, gọt bỏ lớp này. Còn như mình cái vải này thì nó tương đối, nó không dày lắm cho nên là em không gọt ha, em để luôn. Rồi bây giờ chị em mình sẽ cái miếng bên đây là miếng bề trái, cái miếng bề mặt mình là gồm hai đường chỉ nè mấy chị, hai đường chỉ mai là miếng bề mặt. Bây giờ em sẽ đánh dấu luôn để thôi chị em mình dễ quên ha. Bây giờ mình sẽ đánh dấu miếng bề trái nè, đây miếng bên này là bề trái nè. Rồi mình sẽ dằn trên miếng bề trái một đường, mình căng ra ha, mình dằn một đường mí, dằn tất cả đường may mình bỏ qua miếng bề trái, tất cả đường may bỏ qua miếng bề trái, mình dằn trên bề trái một đường. Chị em chỗ nhìn chỗ cái khuy của miếng cũng nhớ cái miếng bề trái của mình nữa nha, tại vì cái khuy hôm trước là mình xác định là mình đặt phía dưới. Rồi cái đường này chị em may chị em phải nâng niu nó chút xíu, thí dụ như mình may mà nếu chị em may mà cứ để tự nhiên may thì cái đường này nó sẽ nhẹp lại. Nó nhẹp lại thì chừng nữa cái đường viền của mình nó không có đều nha. Mình phải căng nó ra. Mình căng nó ra, căng chiều ngang, nhưng mà khi mình may là chị em mình nhớ, lúc may là mình vừa căng chiều ngang nhưng mà mình vừa lùa lên. Mình vừa lùa lên để cho cái cổ mình đừng bị sạc nha. Mình căng ra rồi mình hơi lùa tới. Mình nâng cái đường chỉ nó lên để cho nó đừng có bị giãn. Khi mà mình mặc mình treo lên móc đồ là nó không có bị sạc cái áo của mình ra. Còn nếu mà mình may mình không có tính kỹ cái công đoạn này thì mình mới may thì nó vừa, nhưng mà khi mà khách mặc một vài lần nó sẽ bị sạc ra, nó xấu ha. Cái này tổng cộng đường mình đang dặn nó là đường thứ ba rồi đó, ba đường chỉ rồi là nó không có bị sạc được nữa. Nhưng nếu mình không có nâng niu cái đường mình đang may thì nó vô tình nó làm cho giãn ra nha, cho nên cái đường này mình phải kỹ. Rồi xong. Xong rồi tới cái công đoạn tiếp theo là mình lượt.
Đây, tất cả đường may mình bỏ qua bề trái mình dằn rồi, mình lượt bề mặt lên. Bề trái thì nó có một đường chỉ dằn sát mí như vậy nè. Khi mình nhìn đường chỉ bề trái mình nó có một cái đường chỉ. Còn bề mặt là mình hoàn toàn không có đường chỉ. Bây giờ mình lượt xuống nha. Lượt thì chị em mình lượt bằng máy cũng được hay lượt bằng tay cũng được. Bây giờ cái đường này em sẽ lượt bằng máy cho nhanh ha, rồi tới đường dưới em hãy lượt bằng tay. Chị em muốn lượt bằng kiểu nào cũng được. Mình chỉnh máy mình may thưa ra. Mình chỉnh máy mình may thưa ra ha, rồi mình bỏ ra một đoạn khoảng tầm 3 phân. 4 phân, 3 phân gì theo ý mình. Mình may 2 3 mũi kim, mình nhắc chân vịt lên. Mình kéo tới. Đây ha, nếu chị em mình lượt bằng máy thì nó như thế này đây. Nó không có khéo bằng lượt bằng tay nha. Nhưng nếu mà chị em hơi ngán lượt tay thì chị em mình lượt bằng máy. Còn em thì em làm kỹ là cái nào mà cứng, vải cứng, có keo cứng thì em mới lượt bằng bằng máy. Còn bình thường là em lượt bằng tay hết. Ví dụ như là keo bô áo rồi nó dày dày thì em mới lượt bằng máy. Rồi xong mình lượt nha. Lượt tay. Cái này tại em may kim to, thật là to nha, xỏ chỉ cho nó dễ. Thành ra là kim to thì kim nó hơi bị sựng một chút là tại vì nó to quá. Mình lượt bằng tay nó sẽ đẹp hơn bằng máy. Chị em may quen thì lượt bằng máy được. Tại vì khi mình lượt mình cảm nhận được là như vậy rồi xong mình ủi mình sẽ tìm cách mình chỉnh sửa nó lại chút. Mình nâng niu nó xíu thì nó sẽ thành nó lên phôm dáng. Còn nếu mấy bạn mới thì nên lượt bằng tay nha. Tiếp theo cái bộ đồ kiểu này thì em sẽ lên hai phom tay nữa, hai phom tay áo kiểu ha. Hai phom tay áo kiểu thì em sẽ công khai lên cho chị em mình áp dụng ạ. Khi mà em làm cái bộ đồ này rồi em sẽ nhín thời gian ra em làm hai phom tay nữa rồi em lên xong rồi mới trở lại cái áo sơ mi nam nha. Áo sơ mi trung niên mà em nói là để em hướng dẫn chị em mình may mà không cần bắt sổ á. Em cố gắng hết sức mà tại vì làm không thể kịp được. Cái thời gian mà em sắp xếp được thì thời gian của Phúc đang ở bên xưởng không có ngưng được, là thời gian của Phúc rảnh thì em lại à quên, em lại rút đường chỉ lượt, em lượt tay luôn rồi. Tại lượt tay nó đẹp mắt đó mấy chị. Lỡ để em rút luôn nha. Tại vì tính em làm riết em quen, em kỹ với lắm. Em làm tới đâu cái là em quen như vậy rồi là em phải làm nó phải chính xác như vậy em mới chịu. Cho nên là em quên, em rút mà em quên nói. Lỡ em rút luôn. Em nhiều khi em cũng kỹ nhiều cái cũng vô cớ lắm. Đôi khi em kỹ em lượt cái nẹp mà một màu chỉ mà đổi cái màu chỉ khác em cũng không thích nữa. Rồi xong ha, chị em mình sẽ lượt thêm một đường ở dưới giống y như vậy nha. Tiếp theo nữa là em sẽ cắt chỉ này ra, em sẽ cho xỏ chỉ em lượt. Tiếp theo hết chỉ rồi, hết một con số chỉ để dành lượt cho nó.
Chị em mình có mua hộp đựng sốt liên hệ với Phúc nha. Cái hộp mình nó ra dính bụi rồi. Cái hộp là đựng được 2, 4, 5 25 con 25 5, 10, 15 lượt. Cái này thì ai cũng biết lượt chứ không phải không, nhưng mà cái cách lượt á, cái cách lượt ha, em chia sẻ cái cách lượt luôn. Trước tiên thì mình sẽ lượt một cái đường bình thường. Ha, mình lượt một cái đường bình thường thôi, không có gì khác bình thường hết. Rồi xong chị em mình kiểm tra lại cái đoạn này có nó ngay hay không ha. Rồi mình mới lượt tiếp theo. Chị em mình cứ lượt một đường thẳng như vậy cũng được nha. Nhưng mà chị em mình muốn lượt thẳng luôn thì chị em mình lượt ghim kim xuống. Rồi là mình lại ghim một mũi kim, cứ ghim như vậy nha. Thì nó thẳng tuyệt đối luôn. Mình kiểm tra tới đâu thì mình lượt tới đó hết, nó ngang như vậy nè. Mình lượt về để nó thẳng luôn tới mặt trong đây, giống như mình hai đường chỉ lượt nha. Mình lượt như vậy thì nó giống như nó có hai đường chỉ lượt. Chị em mình có lượt mà một đường thẳng phía dưới cũng được, không có bắt buộc. Nếu chị em kỹ thì chị em cứ lượt giống em, còn chị em muốn lượt đường thẳng bình thường cũng được. Khi mà lên đồ vét á, là chị em lượt rất là kỹ mới được, nó tương tự như vậy nha, mà lượt rất là nhiều đường luôn á, nếu mình muốn may khéo chứ không phải là lượt sải 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 đường đâu. Mình lượt mà mình phải cân chỉnh cái canh sợi của mình, rồi mình canh cái độ nghiêng của hai cái miếng để mình ráp lại nữa, chứ không phải là mình làm đại. Mình muốn may đẹp là rất là cực. Khi chị em lượt như vậy là khi mà mình may xong là không, nó không có lụng thụng như vậy, nó không có thủng cái này lại. Còn nếu mà mình hơi ẩu, mình lượt sơ 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 ngoài đây nhiều khi nó còn thừa vậy nè, nó còn thừa mấy cái đường này nè, cái mình không hay á. Còn nếu chị em không có lượt như vậy thì chị em sẽ lượt ngay khoảng giữa con đường ha, ngay khoảng giữa một đường, rồi mình hãy quay lại mình lượt đường phía dưới để mình bảo đảm cái nẹp mình nó thật là chính xác từ bề mặt cho tới bề trái. Chị em muốn may mà kỹ thì lượt giống em, còn nếu như mà chị em không không có thích kỹ thì cứ lượt ra một đường cuối cùng ở dưới cũng được nha. Nhiều chị em nói là trời ơi lượt chi cho nó công phu dữ vậy, thì tùy chị em mình ha, thích may kỹ thì lượt kỹ, thích may hơi ẩu xíu thì lượt ẩu xíu. Em thì em chia sẻ rất là thiệt, chị em để ý kỹ làm chậm theo là nó vừa y à. Rồi còn cái phần ở dưới này mình vẫn lượt bình thường, thay vì mình không lượt mũi kim đứng thì mình lượt mũi kim thẳng. Rồi còn chút xíu chỗ này em lượt thêm nha, dừng camera đi để mấy chị xem này rất chán. Em lượt chút xíu này nữa xong rồi mình phải vô áo. Rồi em đã lượt rồi nha, em lượt vào cái cổ rồi. Đây mình sẽ ướm thử, đây cái cổ mình đã ướm thử đây ha. Đây thì khi chừng nữa mà chị em mình may vô xong thì ở đây có một cái nút mình đơm qua nè, để mà cái mục đích cho cái cổ mình đừng có hở. Nhưng mà nếu chị em mình không đơm nút nó vẫn không hở nha, tại đơm nút mình cắt điệu cho nó dễ thương thôi. Rồi cổ mình may lên là nó ôm vô form của mình, ôm vô người của mình, nó không có bị bật, nó không bị nhảnh ha. Mình cầm lên là mình thấy chưa ủi gì hết mà nó đã ôm rồi. Rồi chị em mình kiểm tra cái này rồi ha, chị em mình sẽ nhập đôi lại kiểm tra lại coi có chỗ nào nó lớn nhỏ gì không. Nếu mà nó chưa có được như ý mình thì mình gọt lại cho nó như ý nha. Tuy là mình gọt xong rồi nhưng phải kiểm tra kỹ lại. Cái này là mình thấy nó bằng hết rồi ha, nó bằng rồi. Rồi ok rồi ha, bây giờ mình sẽ chia làm đôi. Đây ha, chị em mình chia làm đôi, đánh dấu ngay giữa. Ha, mình đánh dấu ngay giữa.
Cái này mình đánh dấu bằng bút bay cho nên chị em an tâm nha. Bút bay nó mình ủi cái nó bay hết nè, đây ngay giữa cổ mình nè. Đánh dấu bề trái ha, đánh dấu bề trái. Rồi ngay vị trí giữa cổ, xong bây giờ mình sẽ đo cái thân áo. Bây giờ mình ráp ra thân áo đặng mình đo nha. Cái thân áo đây. Cái này là thân, đây là thân trước. Đây là thân sau ha. Mặt với mặt ấp lại. Mình ráp vai. Cái đường vai này thì mình ráp hơn một phân. Hơn một phân ha. Tại vì hôm đó em cắt thì em có nói với mấy chị em mình là mình chừa cứng một phân để cho cái đường vai mình nó vững. Nếu mà chị em nào mà không có máy vắt sổ, không có máy vắt sổ thì khi mà chị em đi vắt sổ là kêu người vắt sổ vắt cho mình cái cổ luôn. Nhưng mà cái cổ áo thì chị em có nói với người vắt sổ là vắt cố gắng đừng có chém vô, đừng có gọt cho nó mất dáng của mình nha. Khi mà mình gọt là mình mai xấu lắm. Tại vì người ta gọt nó méo mó là mình mai lên nó không đẹp nha. Vắt sổ luôn cổ sau. Còn nếu mà mình không có máy vắt sổ thì chị mình mai cái nẹp trước sẵn đi rồi mình hãy đem đi vắt sổ là mình nhờ người ta vắt luôn cái đường này ha. Còn nếu như nhà mình có máy thì khỏi, mình cứ mai vô xong hết mình đi vắt lượt luôn. Còn nếu như mà nhà mình có máy dít dắt thì càng tốt, mình không vắt lên máy vắt sổ, mình cứ dít dắt lên luôn. Em có cái tật thấy mấy cái lụng dụng này là chịu không có nổi. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vai nha. Em mình loại mối bình thường nha, ráp cứ loại mối bình thường. Hồi lúc mình cắt mình chừa đường may bao nhiêu thì bây giờ mình ráp bao nhiêu chứ nó không có gì khó hết. Rồi khi mình ráp xong rồi ha, bây giờ mình bắt đầu mình tra nẹp nha, chuẩn bị lên tra nẹp. Bây giờ mình sẽ xoay bề mặt của thân áo lên, mình đánh dấu ở giữa cổ một dấu. Cái giữa cổ mình là cái chỗ mình nhấp nè, đó là giữa cổ một dấu, thì ở giữa nẹp mình đánh một dấu rồi ha. Bây giờ mình sẽ đo cái vòng cổ coi là cái cổ sau mình tới đâu. Có cái thước dây đo vòng cong mà em dẹp rồi ở trong đó lấy gà lâu đó này luôn đi. Rồi đường may mình là 7 ly ha. Chị em mình sẽ đo cái vòng từ đó qua. Mình nhớ là mình đo ở trong 7 ly này nha, chứ mình không có đo từ ngoài bìa nha. Từ ngoài bìa là chừng nữa mình ráp vô nó không khớp. Rồi chị em mình đo xoay cong cái cộng thước dây sau khi mình ráp xong, mình ủi xong hết rồi ha. Ủi rút á, ủi rút với cái thân áo rồi xong hết rồi mình kiểm tra lại. Hiện tại là nó còn là 10 gần 10,5 nha, non 10,5 tí xíu. Thì ở đây cũng vậy, chị em mình bỏ qua mỗi một bên là 10,5 non một chút xíu. Ở thân sau cũng vậy, thân trước cũng vậy nha. Cái nẹp á, chị em mình nhớ là mai cái nẹp thiếu hơn so với thân áo một tí. Ở đằng sau là 10,5. Đây em đo là ha, 10,5. 10,5 thì ở đây mình sẽ cho 10,2 thôi nha. 10,2 thôi. Ít hơn một tí xíu xíu. Cái nẹp nó hơi thiếu hơn so với cổ áo một chút xíu ha. Rồi đúng rồi. Rồi xong mình sẽ ra cái thân trước coi nó còn đúng không nha.
Cái thân trước thì cũng vậy, chị em mình cũng đo là ở đây cũng 7 7 ly đường mai, chiều ngang này cũng là bỏ lên ha, bỏ lên đường mai lên ha. Đây mình bỏ đường mai là chừng nữa mình mai tới đây mình mới căng ngang ha. Đây. Rồi mình sẽ đo cái cổ mình coi bao nhiêu. Từ đường ráp xuống. Thân trước thì mình căng nẹp nhiều hơn thân sau nha. Hôm đó mình cắt là xuống là 20 22, chị em mình nhớ không? Mình cắt cái cổ áo này xuống 22 nè. Cái này là khi em ủi xong nó rút lại chứ xíu xiu nè, tại vì lúc đó mình ủi ở ngoài vải nó chưa có rút đủ á, giờ nó còn 21,5. Thì 21,5 thì cái nẹp mình nó cũng rút là y như vậy, tại vì mình cắt nó giống nhau ha, cho nên là mình ủi cái thân áo nó rút bao nhiêu cái nẹp nó sẽ rút bao nhiêu, chỉ có 5 ly không sao cả nha. Rồi mình thử đo bên đây coi còn đúng không. Đây ha, bên này là còn 21 ha. 21, hụt 21 một chút xíu ha. Bên đây chị em mình đo là 21,5. Đây ha, em đo cho chị em xem nha. Từ cái đường ráp vai của mình là mình đo theo đường trong nè. Đây ha, nó 21,5. Thì ở phía bên nẹp chị em mình may ít lại một chút xíu nha. 21,5 bên phía bên nẹp mình còn 21 hoặc là non 21 một tí. Nó thấp, nó ngắn hơn khoảng 7 ly. 5 ly đến 7 ly là chị em mình tra vô cổ nó sẽ ôm. Chị em mình đừng có lấy cái nẹp bằng cái cổ. Bởi vì cái cổ áo của mình là cái đường cổ mình là nó đang nằm vải xéo. Mình đang cắt kiểu này nó đang nằm canh sợi xéo. Canh sợi xéo mà chị em cứ lấy canh sợi thẳng may bằng với canh sợi xéo thì cái cổ mình nó sẽ bị dảnh ra. Cái cổ nó phải hơi thiếu một xíu để nó ôm cái vòng cổ mình lại. Đây em tra lên thì chị em để ý ha. Mình chỉ nói sơ rồi chút mình tra ha. Đây nếu như mà chị em mà tra đúng bằng như y cái cổ của mình thì mai xong ở ngoài đây nó không có ôm lắm. Ở ngoài đây tại cái cổ mình mai nó đẹp, nó kiểu như mình kỹ, nó có cái độ ôm sẵn nha. Nếu chị em mai không khéo là nó sẽ bị bật ra. Còn nếu chị em hơi căng cái này một tí xíu, hơi căng cái nẹp xíu thì tuyệt đối là cổ mình nó ôm vô. Vài ly ha. Bây giờ mình sẽ chia cái đoạn cổ này ra làm hai. Ra làm ba luôn đi ha. Lấy thước cá em chuyển cái thước. Chị em mình mai không 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 có dám nhát tại chị em mình cứ chia ra nhiều đoạn, 4 đoạn cũng được nha. 4 đoạn, 5 đoạn càng tốt, không sao hết, mình canh vậy thì nó dễ bằng với nhau chứ không có sao hết ha. Như bây giờ ở đây là em cho chia thưa thưa ra đi để chị em mình dễ nhìn thấy. Em chia ra tổng cộng là 4 đoạn nha. Này. Một ô, hai ô, ba ô, bốn ô. Rồi 4 ô ha, ở bên cái nẹp mình cũng vẫn chia 4 ô ha. Cái nẹp mình nó đang hơi thiếu hơn so với người ta, nhưng mình cũng vẫn phải chia 4 ô. Cái thước nó có bề mặt bề trái nha mấy chị. Hôm nay em quên nói. Cái thước mà nó có bề mặt bề trái, đây hiện tại như vậy nè. Như vậy là mình gọi là bề mặt. Là sao? Là cái thanh ở dưới cùng nè. Cái thanh nhọn nè. Cái thanh nhọn nó nằm phía dưới. Để chị em mình để cái này nó sát xuống mặt vải. Còn nếu chị em mình quay ngược như vậy, nó cũng kết quả nó cũng chính xác nhưng mà nó không có được nằm sát xuống mặt vải, khó đánh dấu một chút thôi. Mình quay bề nào cũng được hết nhưng mà mình có ý thì mình quay đúng chiều. Rồi ha. Mình kéo ra cũng 4 ô y như là bên kia. Đây 4 ô. 1 ô. 2 ô. 3 ô, 4 ô. 4 ô ha. Y chang bên kia luôn. Rồi chị em mình cứ nhập đôi vô mình lấy dấu mình sang qua cho nó nhanh. Còn thôi mình căng thước ra mình chia thì cũng được không sao hết. Em thì em hãy chấm gì qua cho nó nhanh. Mình chia thước cũng được nha, mình đo thước mình chia cũng được nha. Mình chia đều ra cũng được, còn nếu không thì mình cứ chấm như vậy cũng ok. Nói chung sao mà chị em mình làm chính xác là được. Cái này giữa cổ. Rồi ha, bên đây mình đã đánh dấu rồi ha. Cái đoạn từ đây tới đây nó thưa là thân sau. Từ đây tới đây thân sau là thưa ha. Còn phía trước nó vậy. Rồi thân áo thì mình cũng vậy, hai bên mình đánh dấu bằng nhau nha. Bây giờ em sẽ làm tự em làm phía bên kia nhanh nhanh lên khỏi mất công mấy chị mình. Mấy chị mình đánh dấu từ từ thì ở khi mai thì tự đánh dấu ha. Còn em thì đây em làm cho nhanh. Rồi mình chỉ đánh dấu vô y như vậy luôn.
Ở bên này thì em may một mình em khỏi đánh dấu 4 phân, em chỉ đánh dấu 2 phân thôi, ý hai ô thôi. Rồi bây giờ mình may luôn nha mấy chị. À mình đánh dấu một chút xíu nữa nha, đánh dấu cho kỹ hơn xíu. Như em thì em như vậy là em may được rồi nha, nhưng mà em hướng dẫn chị em thì em hướng dẫn kỹ hơn một chút để chị em mấy chị em mới ai chị em không có lo lắng ha. Chị em mình kẻ thêm một chút xíu đường phấn cho nó rõ ràng hơn ha. Mình sẽ cũng bỏ xuống ngay cái dấu chấm của mình gạch ngang. Em đánh dấu cho nó chính xác. Rồi mình gạch ngang một đường ha. Đường mà đường đường mai của mình cũng 7 ly nha, tại hôm đó mình chừa 7 ly thì bây giờ mình gạch 7 ly. Rồi chị em mình sẽ gạch trở lên. Mình chỉ gạch một đoạn này thôi, không cần gạch tới ở trên cũng được. Chị em mình không không quen hơi nhát tay thì cứ cứ đánh dấu giáp vòng cổ của mình luôn ha. Còn nếu cần thiết thì chị em cử ra, chỉ cần là cái góc vuông mình chính xác thôi, còn những cái đường xung quanh thì chị em mình cứ chừng nữa cứ canh điều chân dịch là mai, còn nếu không quen thì chị em cứ đánh dấu đều ha. Em chỉ đánh dấu một đoạn thôi. Rồi ở bên đây đánh dấu làm sao thì bên nẹp mình đánh dấu y vậy để mình may cho nó khớp. Thì bên nẹp bây giờ lúc nãy mình đã đánh dấu rồi, bây giờ mình chắc cái đường đây ha, lúc nãy mình đã đánh dấu rồi, đánh dấu bề trái ha, lúc nãy mình đánh dấu rồi, bây giờ mình chắp qua cái phía có phi mình ở trên ha. Rồi chị em mình kết ngang đây một đường cho nó dính. Chị em mình kết làm sao, chị em mình kết ngoài đây bỏ vô 7 ly nè, ở ngoài bìa này để em kẻ đường phấn, để em kẻ gì cho chị em dễ hình dung nhất. 7 ly đường mai ở ngoài bìa này bỏ vô 7 ly. Rồi chị em mình chầm qua vừa tới cái miếng 7 ly đó, ở trên đây cũng gạch một đường mai 7 ly. Ôi giấc này chị đau bao tử quá. Từ hồi bị bệnh tới giờ là uống thuốc quá nhiều nó bị đau bao tử. Rồi chị em mình chầm qua tới cái dấu 7 ly nè ha. Rồi chị em mai ngang một đường. Mình mai ngang một đường mình cho nó dính chặt nha. Rồi xong mình kết dính ngang rồi. Rồi mình sẽ kẻ bề trái. Bề trái cũng một cái hình, một cái góc y như cái trong thân áo của mình. Đây ha, trong thân áo mình kẻ làm sao thì ngoài đây y như vậy. Nhưng mà bên đây thì mình kẻ bề trái, thân áo thì mình kẻ bề mặt nha. Thân áo thì kẻ bề mặt, nẹp thì kẻ bề trái. Bây giờ em sẽ kẻ ngang một đường. Rồi cái dấu 7 ly phía bên lúc nãy mình đánh dấu đây ha. Mình cứ đo qua 4 phân giống y như là cái trong thân áo của mình. Rồi chị em mình kẻ lên y vậy luôn. Cái thân áo mình thì là xin lỗi, cái nẹp cổ áo mình thì nó theo thước. Nó theo cái thước có độ cong. Nhưng mà ở đây có một chút xíu thì mình dùng cái thước này nó rất là dẻo nha, cho nên mình cũng ướm theo cái đường cong nó vẫn được nha. Mình đánh dấu nhưng mình vẫn nương tay cho nó có cái độ cong. Rồi chị em mình vẽ bên đây y như bên kia ha, y rồi nè ha, hai bên y với nhau để bảo đảm mình may nó chính xác. Cái này là em nhắc lại để là cho mấy bạn mới xem thì mấy bạn biết, mấy bạn đừng có lấy viết bích đánh dấu giống mình nha. Cái này là bút bay, bút bay chuyên về mà trong may mặc thì nó sẽ mình ủi lên cái nó sẽ bay hết. Để nhiều khi mấy chị em mới vô xem cái chị em tính đâu lấy viết bích, chị em lấy viết bích là xóa nó cực lắm. Lỡ chị em nào mà có lấy viết bích vẽ rồi, chị em lấy cái acetone chị em giặt nó nha, mình chấm vô cho nó tan. Rồi bây giờ mình bắt đầu, chị em mình quay cái thân áo về mặt trở lên đây ha. Thân áo bề mặt đang quay trở lên. Chị em mình lấy cái nẹp. Thân áo đang bề mặt trở lên. Rồi mình lấy cái nẹp áo, cái nẹp cổ áo đây. Bề mặt quay lên.
mặt úp với mặt. Đây, thân sau nè. Nè ha, đang bề mặt nè, bề mặt của mình nè, úp với mặt rồi mình bắt giữa cổ sau. Mình giữa cổ sau ha, mình mai bây giờ mình ghim 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 một cái ha. Rồi bảo đảm nó không lộn rồi đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô mình mai luôn. Bỏ thân áo qua một bên. Bỏ nẹp qua một bên luôn nha. Mình bắt đầu từ ngoài bìa này mình may vô. Đây cái chỗ kim kim của mình vẫn còn y cũ nè ha. Bây giờ bắt đầu mình gỡ kim ra mình may nha. Mặt với mặt úp lại bắt đầu may. Ở cái dấu giữa cổ của mình kê ngay dấu giữa cổ. May đường may 7 ly. Dễ lắm. Đầu tiên vô chị em mình không cần lợi mối ha. Hồi mình may chắc chỉ vòng qua. Rồi cái đường phấn đầu tiên của mình, ngay cái đường ráp vai của mình. Rồi cứ như vậy là mình căng ngay mình may ha. Chị em không quen tay thì chị em lược nha, chị em nào nhát tay thì chị em lược. Rồi cái đường may sườn vai của mình chị em chẻ ra đôi, chẻ làm hai. Mình cứ căm cái đường may của mình đúng cái dấu phấn của mình là mình cứ may nha. Lúc mà chị em chẻ cái đường vai để may nè, chị em chẻ cái đường vai này may chị em nhớ ha. Khi mà mình chẻ ra thì cái đường may này nó sẽ nằm bề trái. Thì nhiều khi chị em vô tình á, vô tình mình kéo nó như này, kéo qua bên đây thì nó sai nha. Mình vô tình mình kéo như là bề mặt nó sẽ bị đùng. Nó sẽ bị đùng một chút ở đây, mình ủi nó không có thẳng được. Cho nên chị em để ý, nếu chị em nào kỹ thì chị em mình sẽ chẻ cái vai này ra, chị em mình dặn một đường ngang đây. Cho chắc chắn là cái đường may này đừng có sọc sọc sọc, rồi mình hả may nha. Còn em quen thì em cứ may tới đó em chỉnh sửa, còn chị em mới thì không quen. Rồi cứ như vậy là cứ mỗi một cái dấu phấn thì chị em cứ kê ngay cái dấu phấn là may. Dấu phấn tiếp theo kê ngay dấu phấn tiếp theo là may ha. Nó chính xác tuyệt đối luôn. Đây mình đang kê ngay đây ha, rất là ngay luôn. Hút cứ bắt cận cảnh cho mấy chị dùm để mấy chị dễ nhìn thấy đó. Ha, hai đường phấn của mình ha, mình cứ canh cho nó ngay mí. Rồi xong cái đường tiếp theo cũng vẫn yên vậy ha nè. Chị em mình thấy ha, mình đánh dấu chính xác rồi là khi mình cầm lên mình may là tới đâu là chính xác tới đó luôn, không có khi nào lệch được. Mà chị em may mỗi một đoạn là chị em mình biết là cái đoạn đó đã chính xác, là đã đẹp, không bao giờ lệch đâu hết nha. Rồi chị em mình cứ may cái đường tiếp theo để mình cắt chỉ cho gọn. Rồi ha, mình tiếp tục cái đường tiếp theo thì cũng dấu mực ở trên với dấu mực ở dưới nó bằng nhau. Chị em mình chịu khó kỹ từ đầu, từ lúc đầu kỹ là mình sẽ may tới hoàn thành cái áo, rất là đẹp. Còn mình ẩu chỉ cần một công đoạn mình ẩu thôi là cái áo mình nó sẽ hỏng luôn, nó không đẹp. Rồi bây giờ tới tiếp tục cái góc thì chị em mình cứ kê canh cái góc ngay góc đây ha, cái dấu góc này nè. Chị em mình để ý ha, ngay cái góc này thì mình kê xuống ngay góc này thôi, không có gì khó hết. Khi mà chị em mai ha, chị em mai xuống tới cái kim mình tới vừa tới góc cắm kim xuống dừng ở đây, dừng ngay cái góc của mình nha. Đây em chuẩn bị mai tới góc em dừng đây. Mình coi cho ngay nha, tính toán cho nó ngay rồi mai quyết định một cái luôn. Rồi góc ngay góc rồi ha. Rồi mình ngay cái góc rồi xong mình mai xuống. Mũi kim mình quyết định ngay góc luôn. Rồi ngay góc rồi ha, mình cắm ngay góc rồi ha. Rồi xong chị em mình xoay qua. Xoay qua chị em mình lấy kéo bấm miếng bề trái. Bấm ở chỗ này nè mấy chị bấm chỗ này nè. Bấm vô. Bấm không cần tới đường trong. Mình bấm còn khoảng 3 ml nữa tới trong vẫn được nha. Mình bấm vô một chút và đừng có bấm tới trong. Đây là thay vì đừng bấm mình bấm tới góc nè. Mà mình không có bấm tới góc, mình bấm vô khoảng còn 2 ml hoặc 3 ml nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nha. Cái kim mình đã dừng ngay góc rồi, mình hé lên, hé lớp trên lên. Mình bấm lớp dưới lấy kéo bấm mới được. Phúc ơi, kéo này to quá. Đợi em chút xíu. Ha, chị em mình dùng kéo bấm ha. Mình có cái kéo bấm thì mình bấm nó rất là chính xác ha. Nó nhỏ mà chị em mình dễ bấm. Đây mình hé lên, mình hé trên này lên. Rồi chị em mình dùng cái kéo bấm, mình bấm nó sẽ chính xác. Bấm góc ha. Đây bấm y như cái đường vẽ bên đây, tại bên đây nó khuất chị em nhìn không thấy. Mình vẽ bên đây là chị em hình dung được rồi ha.
Rồi chị em mình bấm xong chị em mình xoay qua. Đây mình giữ cái đường dưới nó ngang ha, giữ cái thân áo mình nè, giữ cái đường phấn thẳng của mình dưới ha, mình giữ ngang thẳng vô người của mình. Rồi xong chị em mình chỉ có cái là xoay lại. Xoay cái nẹp lại. Rồi, mình chỉ đường phấn trên ngay đường phấn trên của mình là xong nha, không có gì khó hết. Nhưng mà chị em nhớ nè, là giữ cái tay im. Đây giờ mình làm lại cho chị em xem nha. Đây khi chị em cắm kim, mai từ ở trên mai xuống. Từ ở trên mai xuống tới cái góc mà mình dừng rồi ha, mình dừng kim rồi. Mình mới xoay qua, dở kim là dở dương dịch lên, xoay qua. Xoay qua để thân áo mình, để thân áo cái đường ngang này nhìn thẳng vô người của mình. Còn cái nẹp thì nó vẫn còn nằm y vị trí cũ, xong chị em hé lớp trên lên, chị em bấm góc. Bấm góc xong rồi, chị em sẵn giữ nguyên nha, là thân áo nè, chị em mình trải thân áo giữ nguyên nè. Giữ ở trước cái mũi kim của mình nè ha, giữ nguyên. Xong mình nắm cái nẹp mình xoay qua. Mình xoay cái nẹp thôi chứ thân áo mình nó không có xoay nha. Mình kéo thân áo thẳng ra. Đây mình xoay nó qua. Rồi chị em cứ đường phấn này, đường phấn ngang chồng lên đường phấn ngang. Mình sửa thân áo cho thẳng nha. Rồi mình chỉ hạ chân dịch xuống. Rồi chị em mình quan sát là cái góc trên này cho ngay cái góc dưới đây. Bởi vì lúc đó là em kêu chị em mình kẻ, nhớ là kẻ kỹ cho nó thẳng ha. Mình kẻ nó thẳng rồi là mình may là chính xác tuyệt đối luôn. Nó không có lệch đi đâu được. Khi may là mình nhớ mình căng thân áo một tí xíu một xíu. Căng thân áo một xíu xíu là bởi vì mình không căng bằng lừa nó sẽ làm cho nhíu cái thân áo mình lại, nó không khéo nha. Rồi mình tới cái góc đó cũng y như lúc nãy nè, tới góc mình cắm kim xuống rồi mình giữ nguyên, rồi mình hé chân dịch lên, hé chân dịch lên. Xong rồi mình giữ nguyên, mình giữ nguyên ở vị trí đó. Rồi xong đây mình để hình dáng y như vậy nha. Rồi chị em bấm góc dưới, bấm y như phía bên kia hồi nãy em vẽ nè, hồi nãy em đánh dấu phấn nè ha. Chị em mình bấm đừng có lố vô cái đường, đừng có lố ra ngoài đây nha. Mình bấm còn một chút nữa là tới đường phấn. Rồi xong chị em mình giữ nguyên cái cổ áo của mình y như thế này. Rồi chị em mình xoay lên, xoay cái nẹp mình lên ha, xoay cái nẹp mình lên. Thì chị em mình xoay lên, trong cái lúc xoay lên chị em mình cứ sửa cái thân áo mình lại cho thẳng. Đây nè, cái thân áo dưới của mình nè, sửa cho thẳng. Chị em mình xoay lên xong thì chỉ cho đường phấn ngay đường phấn là may tiếp. Chị em mình chỉnh sửa rồi nè ha, lượt cũng y như vậy nha. Đây chị em mình cứ sửa cho thân áo mình nó thẳng thốn ra, rồi đường phấn trên với đường phấn dưới bằng với nhau. Đường phấn trên đường phấn dưới bằng với nhau rồi mình hạ chân dịch xuống mình may thôi ha, không có gì khó hết. Rồi mình may qua cái góc ba mũi kim là mình dừng, mình sửa vô tư rồi đó, không sợ rồi đó ha. Rồi cứ đường phấn ngay đường phấn. Đây nè, cái dấu dấu phấn của mình, dấu dấu nãy mình đánh dấu tròn ha, em đồ đậm lên cho chị em nhìn thấy ha. Rồi mình cứ cái dấu trên với cái dấu dưới nó bằng nhau là mình may thôi, không lệch đâu, cho nên chị em mình đừng có lo nha. Rồi tiếp theo cái dấu tiếp theo mình cho ngay cái dấu tiếp theo. Hơi căng cái thân áo, ý xin lỗi, hơi căng cái nẹp một tí xíu xíu là được à. Dễ lắm. Đây này ha, chị em mình nhìn nè, cái đường ráp vai nè, y chang cái đường phấn nè, không có lệch đi đâu được hết á, cho nên chị em an tâm. Khi mà mình đánh dấu kỹ rồi mình may là nó đẹp lắm. Rồi cái đường may chẻ hai này mình cũng chẻ hai ra ha. Đường may vai này mình chẻ hai ra. Rồi xong mình may giáp qua cái cổ. Chị em mình chịu khó làm chậm có một tí xíu à. Xem kỹ cái video rồi làm chậm là nó chắc ăn luôn, làm một lần một mình khỏi chỉnh sửa mà không hư áo, mà nó không có tốn tiền vải mình mua mình làm tới làm lui. Còn mình may ẩu ẩu mình hư một bộ đồ là lỗ rồi, mà nó không đẹp nữa. Rồi giáp mí chỉ chị em mình may qua bốn phân nha, chồng qua bốn phân đừng cắt ra sớm. Rồi xong may xong thì như em nói lúc ban đầu ha, chị em mình đi vắt sổ, đi vắt sổ xung quanh cái cổ áo của mình, cái phần chỗ nào nó còn dư một chút thì mình gọt bỏ đi, để chừng nữa mình vắt sổ. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra bề mặt nha. Đây cái nẹp cổ, chị em mình ủi ra cái là nó thẳng băng.
Rồi mình dừng cái video này nha. Ngày mai mình hướng dẫn tiếp.